Xin chào tất cả bác nhà mình nhé. Ở video ngày nay thì em có chia sẻ vài cái mặt hàng cho các bác sưu tầm rất là VIP. Một mặt bông bẹt gọi là rất là đẳng cấp luôn để các bác sưu tầm. Giá thì nó cũng rất là bình dân thôi. Hàng này là hàng mang tính chất sưu tầm. Và cái bông của nó thì đặc biệt là rất là đẹp. Thì đó là siêu bầu tinh tú. Như trước màn hình các bác các anh em mình đây thì là một cái chậu tím hạt tây. Cây của nó rất là dài. Khoảng 45 cm. Tím hạt tây thì một cái mặt bông cực kỳ đẹp rồi, rất nhiều bác thích thú. Đó, rất đẹp. Chia sẻ yêu thương cho các bác. Đây cái chậu 52 rất đẹp luôn. Cái chậu tím hạt tây này thì chia sẻ cho bác mình là 400. Bác nào mà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ cho em. Rất đẹp nhé. Cái bông tím hạt tây này thì nó rất nổi tiếng rồi. Đấy, rất là phê luôn. Chia sẻ cho bác thì mình cái chậu này là 400 45 cm. Giá cực kỳ yêu thương, tình thương mến thương cho bác sưu tập. Và tiếp theo thì chia sẻ cho bác một số cái bông bẹt, gọi là siêu bẹt tinh tú luôn, bởi vì nó rất là đẹp. Như là cái kỳ này này, chia sẻ cho bác yêu thương thôi, hợp lý cho các bác sưu tầm. Bác nào mà chưa có thì sưu tầm. Cái bông rất đẹp, cây số 1 này chia sẻ cho bác nhà mình này là cái giá yêu thương nhé, 300.000 cho chậu số 1. Chậu số 2, cái chậu này tút mất nón rồi nhưng mà lớn hơn một chút thôi. Cái chậu này với cái chậu này thì để cho bác nhà mình đồng giá là 300. Siêu vật tinh tú thì cái này nó mất ngọn đó, còn chậu này cũng 300 thì nó còn ngọn 300. Để cho bác yêu thương, cho bác sưu tầm siêu bạch tinh tú. Chậu số 2, chậu số 3 thì những cái chậu này lớn hơn, chia sẻ cho bác nhà mình là 500. Đây nó vẫn còn mắt ngủ này. Tức là cắt khúc ươm tự nhiên thì các bác biết rồi. Cắt hai mắt một nó sẽ khỏe hơn một mắt. Đó, thì cái kỳ này là kỳ số 3, chia sẻ cho bác nhà mình giá là 500. Kỳ số 4 cũng là 500, rất đẹp. Đó, và kỳ số 5 cũng là 500. Đó, và cuối cùng là cái kỳ số 6 chia sẻ cho bác nhà mình là 400. Đó, 6 kỳ duy nhất thôi, siêu bạch tinh tú. Các bác cứ nghiên cứu kỹ lưỡng nhé. Cái mặt bông này nó còn rất ít trên thị trường. Và những cái mặt bông này em nghĩ các bác đáng chơi và đáng sưu tập. Đó, rất đẹp. Tiếp theo thì chia sẻ cho bác nhà mình là cờ đỏ cắt khung tự nhiên. Cờ đỏ thì rất nổi tiếng rồi. Đó, vừa rồi là nó bị mất một cái lá này, cái kiểu nó bị cháy nắng á. Bắt đầu nó hỏng cái lá này, bây giờ nó lại lên cái đọt này, rất khỏe nhá. Chia sẻ cho bác mình cái kỳ này là 1.800.000. Đó. Cái chậu nái này, cái chậu này còn rất là nhiều mắt ngủ này. Bác nào mà có nhu cầu lấy thì chia sẻ yêu thương. Ở đây nó có một cái kỳ này. Bác nào lấy kỳ này thì em chia sẻ cho 1.000.000. Gồm có hai mắt ngủ. Đấy, còn số mắt ngủ này bác nào lấy cả chậu này thì 4.000.000 nhé. Rất yêu thương thôi. Tiếp theo thì là một cái kỳ Long Khánh. Thực ra là Long Khánh thì nó vẫn đắt các bạn. Nhưng đợt này thị trường nó hạ nhiệt rồi. Bởi vì cung vượt cầu. Nó cũng hết người đầu tư. Chỉ là mới anh em buôn bán thôi. Do bất động sản, những anh em mạnh, bất động sản đóng băng, định danh thì anh em có thể bỏ qua. Anh em vào rửa tiền làm. Nhưng vừa rồi thì các bác cũng biết rồi, nó không có người đầu tư. Thế được khoảng một tháng thì bây giờ là coi như nó trứng lại. Rất nhiều anh em cắt lỗ. Nó không còn ảo nữa. Kỳ Long Khánh thì chia sẻ cho bác mình giá 12.000.000. Kỳ số 1. Kỳ số 2. Kỳ này yêu thương luôn. Nhỏ có vỏ luôn. Kỳ này chia sẻ cho bác mình 4.500.000. Rất yêu thương. Đôi mắt Pleiku. Hôm nay thì cũng để cho bác mình sưu tầm. 1.200.000, kỳ số 1. Kỳ số 2 cũng là 1.200.000 cho bác dễ dàng sưu tầm. Bác nào mà có điều kiện hay là chưa có điều kiện mà muốn mua từ trước rồi nhưng mà chưa đủ tiền thì các bác có thể mua được rồi. Đó, rất yêu thương. Còn cái kỳ đại cát này thì chia sẻ cho các bác là 3.000.000 đồng. Rất hợp lý, rất yêu thương nhé. Tiếp theo thì Phụng Tiên này, ở đây còn 2.000.000 Phụng Tiên thì chia sẻ cho bác nhà mình là 250.000 một chậu, ở đây còn 2.000.000.
đó. Còn là bẹt kỳ hoa, kỳ thì nó cũng được khoảng 5 cm thôi. Đó, các bác nhìn này, mầm gốc cũng đang đẻ này. Chia sẻ yêu thương cho bác sưu tầm. Giá rất là hợp tình hợp lý thôi. Hôm nay chia sẻ cho bác kỳ này là 700, kỳ số 1. Đó. Kỳ số 2 700. Kỳ số 3 700. Đấy, bác nào mà chưa có thì có thể sưu tầm được. Thời tiết rất là oi bức các bạn. Rất là nóng, và siêu bạch tinh tú thì em đã báo giá rồi. Các bác có thể mua được. Ở đây còn là một kỳ hoa đào mùa hạ. Cũng là mặt bông đáng sưu tầm, cũng rất là ít giống. Bác nào mà chưa có giống thì có thể sưu tầm 300. Cái bông hoa đào mùa hạ rất đẹp nhé. Đó, rất là đẹp. Còn chậu sơn ớt sơn la thì bác nào mà chưa có giống thì có thể mua nhé. Để cho bác mình 400. Rất yêu thương thôi. 400. Có nhiều bác không thích sơn ớt sơn la lắm. Đó, còn mắt bão này. Kỳ này chia sẻ cho bác 400. Rất đẹp, kỳ 52 nhé. Kỳ số 2 cũng là 400. Đó, vẫn đang phát triển ngọn bình thường. Kỳ to này là 700. Đó, rất yêu thương thôi. Còn Vĩnh Khang thì là kỳ cắt khúc tự nhiên chia sẻ 500. Số 1, số 2 500, số 3 500. Đó, còn huyết hạc thì bác nào mà chưa, xin lỗi, tím tuần triệt, bác nào mà chưa có giống thì cũng lấy được. 250. 250. Đó, rất đẹp, rất yêu thương các bạn. Đấy. Còn Mitsu. Nó gọi là Mitsu Kinh Bắc này. 200.000 một kỳ nhé. Mặt bông cánh bầu rất đẹp, hàng cũng mang tính chất sưu tầm. Bác nào chưa có giống thì nên lấy. Đấy, còn Hồng Phù Hoa thì cái chậu này là 600. Cái chậu này là 900. 3 kỳ và một mầm gốc rất khỏe, rất lực. Ở đây thì Hồng Xòe thì giống thị trường nó có nhiều. Bác nào mà thích sưu tầm thì 150.000 ba chậu. Ở trước có 5-60 chậu bán gần hết, ở đây còn vài chậu này. 1 2 3 4 5 6 7 chậu nữa. Đấy. Còn huyết hạc thì là 250.000 kỳ các bạn. Cũng là mặt bông tím nhưng nó không thể đẹp bằng những cái bông tím tuần triệt và những cái bông bẹt tinh tú được. Đấy. Thì bác nào mà lấy thì báo cho em. Và đây là một kỳ nữ hoàng biên tím rất là đẹp, khỏe các bạn. Cái dòng này thì cũng rất là cực kỳ, rất là đắt. Nhưng mà kỳ này thì rễ nó chưa ra, ra hơi muộn. Đó, nên là cũng để cho các bác mình cái giá sưu tầm. Bác nào mà chưa có giống thì nên sưu tầm, cái giống này nó cũng ít. Và cái giống này nó cũng rất được giá các bạn. Đó, khỏe đẹp. Bác nào mà có điều kiện kinh tế thì nên mua những cái con này. Nữ hoàng biên tím rất nổi tiếng rồi. Nó rất là đẹp. Đó thì chia sẻ luôn cho các bác là 6 triệu. 6 triệu đồng. Giá cực kỳ yêu thương. Đó, các bác về là cứ việc tưới nước thôi. Đó, nhân giống. Cái giống này nó cũng rất là quý các bác. Thì chia sẻ giao lưu cho bác nhà mình là 6 triệu. Và bác nào mà sưu tầm thì báo em. Hợp tình hợp lý thôi. Rất yêu thương. Đó, rất đẹp. Thê tha luôn. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.